tôi cùng với Phước Sửu, Bay Playcam, và Phước Sửu sẽ cập nhật tiến độ phân khu Zai River Country One thuộc dự án Zai Gate Nhà Bè vào tháng 11/2022 này nhé. Mình nói về phân khu Zai River Country One thuộc dự án GS Metro City có quy mô tổng cộng là 349 hecta gần bằng Phú Mỹ Hưng nha quý anh chị, và thuộc chủ đầu tư là GSENC của Hàn Quốc, là dự án có mức tăng giá tốt nhất trong thị trường bất động sản kể từ lúc mở bán là tháng 1/2020, với mức chênh lệch tối thiểu ngay từ thời điểm bây giờ là tầm khoảng thấp nhất là tầm khoảng từ 8 đến 20 tỷ một căn ha, trong khi đó khách hàng mới chỉ đóng 50% giá trị hợp đồng. Về cơ sở hạ tầng, dự án đã triển khai con đường 10m song song với đường Nguyễn Hữu Thọ. Như mọi người nhìn xuống Playcam thì thấy là vỉa hè và được trồng rất là nhiều cây xanh nè, cao vua nè, ven đường nè, và dự kiến sau này là một con đường đổ xe mua sắm sầm uất cho tất cả các căn shop house ở dự án này nha quý anh chị. Bên cạnh đó thì tuyến đường Phạm Hữu Lầu đã nới rộng ra rồi, dự kiến sau này sẽ là 60m luôn, và được thi công và khánh thành hôm 13 tháng 10 vừa rồi luôn. Là bây giờ là cư dân là đi lại cây cầu này thoải mái rồi, và sau này sẽ không còn đi lại cây cầu cũ nữa. Và dự kiến đây sẽ là một cái điểm check-in cực kỳ tuyệt vời của dự án GS Metro City ha. Về hành lang lưới điện thì như mọi người nhìn thấy thì dọc theo đường Nguyễn Hữu Thọ và đường Phạm Hữu Lầu thì tất cả những cái đầu mối và những cái đường ong thì đã được hạ xuống hai con đường này rồi, và chắc chắn sau này thì con đường cao thế không còn trong hiện diện trong dự án nữa. Và hiện tại thì có một số nơi á, là đã có kỹ thuật leo lên để hạ ngầm cái đường lưới điện rồi nha. Về hai phân khu thứ hai là phân khu mới Zai Edukoji. Tại sao gọi là phân khu Zai Edukoji? Bởi vì là ở đây thì tập trung một số trường học, và có một cái trường học mà mới nhất được ký kết vào đầu năm 2022, đó là trường Đại học Chatswick. Thì trường Đại học Chatswick sẽ là một cái trường của quốc tế của Mỹ, từ cấp 1 đến cấp 3, sẽ được xây dựng trong cái phân khu thứ hai là Zai Edukoji của dự án GS Metro City. Với phân khu mới, chủ đầu tư sẽ đưa ra rất là nhiều lốc căn hộ chung cư, trường đại học quốc tế và rất là nhiều biệt thự đơn lập và những căn dinh thự sát sông. Tính đến tháng 10/2022 thì dự án Zai River Country One đã hoàn thành xây dựng các căn nhà phố thương mại, biệt thự song lập, biệt thự đơn lập và những căn dinh thự sát sông, đang trong giai đoạn thì chăm sóc cảnh quan nè, bảo vệ nè, và chuẩn bị kịp giao tiến độ vào quý 1/2023 sắp tới. Về hạ tầng nội khu thì tương đối hoàn thiện, tất cả con đường đã được lót gạch và làm vỉa hè, trồng nhiều cây xanh và lắp đèn chiếu sáng. Vỉa hè được đan thép đổ bê tông thi công rất kiên cố, hạn chế tình trạng xe di chuyển để bể nát. Hệ thống gạch trang trí ở đây thì rất đắt tiền nha quý anh chị, được thi công một cách tỉ mỉ khéo léo, tạo thành những con đường và đường vào cổng thì rất là đẹp và khá bắt mắt, nhọc nhiều màu sắc như quý anh chị đang xem trên Playcam ha. Hệ thống thoát nước được đầu tư bài bản, các nắp cống thoát nước được sản xuất công phu và có in hình logo của công ty chủ đầu tư GS. Tất cả các clubhouse gần như được hoàn thiện 80%. Tất cả công trình cơ bản như là hồ bơi nè, sân tennis, phòng tập gym, quầy cà phê, sân vườn, hầm rượu dưới đất dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm nay. Các căn nhà phố thương mại shop house đã hoàn thành tất cả bên ngoài luôn, là được dán gạch gọi là granite nên nó là rất là đẹp, màu mè rất là bắt mắt. Một số căn thì hiện tại là đã hoàn thiện phần nóc ha, là chuẩn bị dự kiến là khoảng 1-2 tháng nữa là sẽ bàn giao và chủ nhà sẽ hoàn thiện nội thất và đưa vào hoạt động. Một số căn nhà phố thì coi như là đã hoàn thiện xong hết rồi, bên ngoài xong hết rồi, chỉ việc là bàn giao nhà cho quý khách hàng. Những căn đối diện bờ sông thì mọi người cũng nhìn thấy là đang rất là đẹp luôn rồi, hoàn thiện hết rồi.
và cây xanh được trồng phủ khắp tất cả không gian vườn của những cái căn biệt thự này. Công viên bờ sông thì gần như hoàn thiện cũng 80% rồi, trồng rất là nhiều loại cây xanh, lót gạch là rất là đẹp theo những cái vỉa hè lối đi dạo của công viên, một công viên bốn mùa xuân hạ thu đông, rất là nhiều loại hoa được nở theo bốn mùa ha. Hệ thống cấp thoát nước nè, chiếu ánh sáng nè, rồi những lối đi bộ thì đường đang được hoàn thiện và có thể vận hành sớm nhất trong lúc mà bàn giao nhà. Tất cả các khu tiện ích A30, 31, 32 gần như hoàn thiện xong hết toàn bộ và hiện tại đang triển khai thi công nội thất bên trong. Có một cái chi tiết là rất là đặc biệt, đó là tất cả những cái căn ở đây là gần như bị thâu tóm bởi những cái đại gia ở Phú Mỹ Hưng nè, rồi những đại gia ở Hà Nội và một số đại gia ở những khu khác và thâu tóm tại dự án GS Metro City. Thì còn hiện tại so với giá Phú Mỹ Hưng, so với giá quận 7 thì GS Metro City chỉ thấp 1/3 so với giá của Phú Mỹ Hưng và 1/2 so với giá của trung tâm quận 7. Thì còn chần chừ gì nữa, quý anh chị hãy inbox ngay cho Phúc Sửu nè để có thông tin chi tiết về dự án GS Metro City Nhà Bè và chọn lựa cho mình một vị trí để ở hoặc là đầu tư sinh lời cao nhất. Những video tiếp theo thì Phước Sửu sẽ cập nhật thường xuyên về những tiến độ xây dựng của nhà ở Shophouse và những căn biệt thự tại dự án GS. Quý anh chị cùng đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở video sau. Thank you.